Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa, gần 16.000 thí sinh Long An sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Trong giai đoạn nước rút này, các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh vừa tiếp tục củng cố kiến thức cho học sinh, vừa hỗ trợ các em làm quen với môi trường phòng thi. Ghi nhận của các phóng viên thời sự tại huyện Bến Lức. Với hơn 1.900 thí sinh, huyện Bến Lức trở thành một trong những địa phương có đông thí sinh tham gia kỳ thi năm nay trên địa bàn tỉnh. Tại trường trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực, Bến Lức, 475 học sinh đang tập trung cao độ cho việc ôn thi. Hầu như các em đã dành toàn bộ thời gian để ôn tập kiến thức đã học và luyện đề thi mẫu. Trường của tụi em đã phân bổ giáo viên mà đã trang bị cho tụi em những kiến thức gọi như là đầy đủ để bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia rồi. Sau cái buổi học trên lớp thì chúng em còn về học thêm ở trên mạng và tìm hiểu các tài liệu liên quan để đạt được cái kết quả cao nhất cho cái kỳ thi. Em cũng chuẩn bị cho mình cái hành trang kiến thức, từ những kiến thức cơ bản để làm được những câu đầu tiên cho đến những kiến thức mà nâng cao hơn để có thể chinh phục được 10 câu cuối cùng của các đề. Thì nói chung là tâm lý thì phải thật vững vàng. Năm 2024 là năm cuối cùng thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông cũ. Đây cũng là thách thức lớn với thầy và trò trường trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực Bến Lức nói riêng và cả nước nói chung. Ban giám hiệu cũng là nói chung là đặt ra một cái mục tiêu rất là quan trọng là ôn tốt nghiệp làm sao cho tất cả các em học sinh là phải cố gắng là đậu 100%. Thì mình là giáo viên bộ môn thì mình sẽ tìm đủ mọi cách, ví dụ như tìm tài liệu rồi đưa ra các phương pháp làm sao cho các em đó học bài tốt nhất. Thấy giáo viên chủ nhiệm thì cũng rất là quan tâm học sinh, theo sát học sinh. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, toàn tỉnh có 36 điểm thi với trên 710 phòng thi. Để kỳ thi diễn ra thành công, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường tích cực ôn tập cho học sinh, phổ biến quy chế thi và những điểm mới trong công tác tổ chức thi cho học sinh và giáo viên, rà soát, kiểm tra hồ sơ, đảm bảo các em có đầy đủ hồ sơ hợp lệ trước khi bước vào kỳ thi.